Tối nay thì mình với mọi người đi ra ngoài ruộng nha. Vừa mới ra thấy hai con cua ở đang cãi nhau nè mọi người. Không biết hai đứa nó xích mích cái chuyện gì nữa. Rồi giờ con này nó giận luôn rồi nè. Nó ngứa cái mặt của nó lên giống như muốn nói cái gì đó. Hình như hai con đã đang giành cái hang thì phải. Rồi bây giờ nó bò xuống luôn rồi. Để coi coi nó làm gì. Để coi hai con này nó làm cái gì nhúc nhích kìa. Còn con này tức quá nó bò ra ngoài đó đứng luôn rồi. Con kia nó mới bò xuống cái hai con nó lên bọt luôn rồi mọi người. Không biết tụi nó làm cái gì dưới mà bọt lên rồi xịn nó lên luôn. Quá trời hai con cua này. Ở bên đây thì có con ốc với con cua. Con cua nó đang ôm con ốc kìa mọi người. Hai con này chắc cũng yêu thương nhau thấm thiết rồi đó. Coi kìa con cua nó ôm con ốc nhìn dễ thương không. Con cua này nó có bao nhiêu cái ngoe là để dành cho con ốc hết trơn à. Bốn cái ngoe bên đây là nó ôm con ốc sạch hết trơn. Rồi con ốc cũng chịu để con cua ôm nữa chứ. Hai con này tình cảm thân thiết dữ vậy. Cặp đôi bên kia thì cự lộn, còn cặp đôi này thì thân thiết nhau, yêu thương nhau. Từ hồi đó giờ mình cũng mới thấy tình trạng này á mọi người. Con cua nó ôm con ốc, và con ốc cũng chịu để cho con cua nó ôm luôn nữa. Mình đâu thấy bao giờ mà thấy cái vụ mà con ốc với con cua mà nó thân thiết cỡ này đâu. Rồi, con ốc nó bò ra rồi. Không biết ở dưới mấy cái ngoe của con cua này có mùi gì không nữa. Mà con ốc nó chịu không nổi nó bò ra kìa mọi người. Bò ra ngoài luôn rồi. Quay một vòng ra ngoài luôn rồi. Chắc con cua này nó có cái mùi gì đó con ốc nó khó chịu rồi. Ôm người ta siết quá mà. Bởi vì đâu có chịu nổi. Giờ phải bò ra ngoài thôi. Ra ngoài nó hít không khí trong lành nó đỡ hơn là ở trong cái mình của con cua nó có cái mùi. Ấy, nó bò ngược lại nữa kìa mọi người. Coi kìa. Bó tay luôn không? Vậy mà con ốc này cũng chịu để con cua ôm nữa kìa. Vậy mình tưởng đâu là ở dưới cái càng của con, ở dưới mấy cái ngoe của con cua có cái gì chứ. Nên nó chịu không nổi nên nó bò ra ngoài chứ. Bây giờ nó nhủi cái đầu vô luôn. Trời ơi, nó nhủi vô con cua luôn kìa mọi người. Công nhận thì chứ con cua với con ốc này. Hai con này không bao giờ xa nhau được nè. Người ta nói thiệt mà, đúng là làm gì làm chứ cái hơi là không thể thiếu. Bên này thì mình gặp được con nhái nè mọi người. Ở chỗ mình thì hay gọi con nhái này là con nhái bầu. Mà không biết sao nó lại có tên con nhái bầu nữa. Nhìn cái mỏ nó cục ngủng mà. Với lại nó có cái tiếng kêu ngộ lắm. Rồi mới nói nhảy mất tiêu rồi. Mình tìm nãy giờ mới gặp được nó nè mọi người. Con này đang chuẩn bị kêu nè. Nó phình cái mỏ của nó lên. Để hồi quay gần chút xíu cho mọi người xem. Phía trên cái miệng của nó giống như có cái một cái bong bóng vậy đó. Mọi người nhìn thấy cái bong bóng mà nó nằm ở dưới ngay chỗ cái miệng của nó không? Phía dưới á mọi người. Rồi sao không biết được hai ba con ốc nó bu ở đây nữa. Nó bu vậy mà sao nó không gỡ xuống ta. Con nhái này nó cũng ngộ ha. Mình cũng không biết tại sao mà kêu cái tên của nó là nhái bầu nữa. Thường thường ở đây kêu sao mình kêu vậy. Còn không biết tì dùng tì miệng thì nó có cái tên nào khác hay không thì mình cũng không gành. Nhưng ở vùng mình thì kêu nó là nhái bầu. Đó mọi người. Nó cố nó gỡ mấy con ốc xuống mà nó gỡ không được. Vậy mà mình tưởng nó không gỡ. Đó nó quẹt quẹt đó. Nó gỡ mấy con ốc này mà hình như mấy con ốc này nó bám chặt quá hay sao á. Nó gỡ xuống không được. Bây giờ nó xây qua nó chuẩn bị kêu hay gì đó mọi người. Để mình nào đợi nó kêu, mình quay cái tiếng kêu của nó cho mọi người nghe nha. Con này, hồi nãy giờ mình canh nó, mình đợi nó kêu, đợi mình quay cho mọi người coi á. Nên nó cũng dạng mình chút xíu rồi. Mình ngồi đây nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó. Mỗi con có cái tiếng kêu riêng hết trơn. Đó, nó kêu đó. Nghe cũng đã ha mọi người. Cái dưới cái miệng của nó giờ phình bự lên như cái bong bóng luôn rồi. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Bye bye mọi người nha.